VinGroup lỗ phải rồi, năm nay dịch giả vậy mà nói là lời ảo. Thứ nhất VinFast lỗ lỗ sặc luôn. Bây giờ Winburn đóng cửa du lịch nhảy lời không? Còn giờ Wincom kìa, lockdown từ lưu hấp dưa rồi thuê được không? Hai mấy cái mảng nó chắc chắn là lỗ rồi. Chỉ có cái mảng Winhome thôi. Winhome thì lợi, không biết lợi nhiêu nhưng sao gánh nổi mấy mảng kia em. Riêng mảng VinFast lỗ nặng lắm nhưng vẫn đâu. Tức là chuyển toàn bộ cổ phần là 51% chứ phải chuyển hết đâu, còn 49 nữa. Nói chung nó bên kia hay bên nào gì chăng nữa thì là lỗ là vẫn tính trong VinGroup chứ. Tại vì VinGroup mở công ty với bên Singapore mà, chứ đâu phải là công ty bên Singapore là công ty người khác đâu. Anh nói em vậy nè, anh nói với em câu đơn giản thôi. Cái xe hơi bên Mỹ á, em tốn tháng chừng 500 tới 1.000 để em góp. Vậy thì một người mà vũa neo một tháng tối thiểu 4.000 thì nó đối với nó mua nó khó hay nó dễ? Còn ở Việt Nam á, một cái xe hơi tối thiểu là phải 1 tỷ trung bình nha, còn mấy cốc cốc 400 thì tôi không bàn. Mà để có 1 tỷ đó mua đó, tiền đâu mua xe gì kệ bà đó, nó góp tháng từ 500 tới 1.000 miễn sao xe chạy thôi chứ trời. Tức là bên Mỹ là nó cho góp 0% luôn hả? Không, tùy vào credit nữa. Thí dụ mày ra credit xấu thì bỏ vô 30-40 nó mới cho góp. Còn bây giờ credit tốt thì bỏ vô chừng 20 thôi, mà 20 có đi mượn, nó nhiêu đâu, có đi mượn. Y10 400 triệu góp 100, ok rồi. Thứ nhất mày phải bỏ 100 triệu ra góp đúng chưa? Mày góp cái xe Y10 đó trong vòng là 5 năm thì lãi suất xe hơi cứ coi như là 10% một năm. Góp 5 năm thì nó lên là nhiêu ta, 50. 5 năm là 50% là nửa xe nữa chứ nhiêu. Nửa xe của 300 là 150. Tùy mà ví dụ lãi nó lãi gộp hay là lãi riêng, tại ví dụ nó lãi gộp thì nó khác chứ. Tức là lãi gộp trên cái số dư của ông thì nó khác. Thôi bớt cãi đi mày ơi, người ta tính là ta tính du di cái đầu và cái đuôi, ta lấy cái số trung bình để tính cho nó lẹ, đúng không? Ta tính cho nó lẹ là nó đang là góp 5 năm thì 5 năm 50% của cái lãi của cái đi mượn là 300, là thành 150 nữa là 450, tất cả 450 chia cho 5 năm là nhiêu? 60 tháng. Một tháng mà góp gần 10 triệu đó. Đúng không? Tháng góp 7 8 triệu gì đó. Ừ, này. Nên chục phần trăm. Hả? 50% chứ nhiêu, chưa kể năm sau lên tới mười mấy phần trăm nữa chị. 50% của cái xe hay là của cái lãi vay sao của cái xe? Cái 300 mình của 300. Của 300 mình vay. Ừ. Rồi chưa, phụt chưa? Là một tháng em tiền cái tiền trả góp của em không á là hết gần 10 triệu. 150 triệu chia cho 5 năm chứ. Đâu? 450 triệu chứ sao 150 triệu mày? Đó, là tóm lại là cái tiền xe đó em thuê em trả góp một tháng gần là 10 triệu rồi đó. 10 triệu cộng xăng dầu nhớt gì đó cộng lại cho là 10 triệu tiền mua xe. Từ từ bình tĩnh nha, bình tĩnh, cái này something wrong này. Không có something wrong đâu con. 5 nhân 12 là 72 tháng. 450 triệu chia 72 tháng là 1 tháng chưa tới 10 triệu. Thì chưa tới, tao nói tới 10 triệu đâu, tao nói gần 10 triệu mà. Thì tức cho 6 triệu đi. 6 triệu góp tháng. 5 nhân 12 sao 72 mày? 5 nhân 4 là 60 rồi thầy. Lộn 60 nhức đầu nó luôn đó thầy. 450 chưa 60 nhưng mà cũng chưa tới 10 triệu. 7 tao triệu nói à. 10 triệu. 7 triệu à. Tao nói gần 10 triệu, tao nói 10 triệu bây giờ đâu. Rồi 7 triệu. Rồi okay. Cộng cho tiền xăng xe với tiền chi phí cái xe đó nữa. Không phải là 3 triệu nữa à. Thì cũng là 10 triệu thôi. Nhưng mà thầy tổng... nhưng mà thầy phải tính là ví dụ 5 năm thu nhập tụ tăng lên chứ. Thì cái chuyện cây mẹ mày, tao đang nói tiền mà trả lãi ngân hàng mà trời. Rồi ok. Đúng không? Thì tháng là 10 triệu rồi. Ok. 10 triệu thì anh không, mày phải 20 triệu mày mới chơi nổi. Thì 20 triệu bỏ vô xe 10 triệu, còn 10 triệu đó sống đi. Sống qua ngày chờ qua đời. Mấy cảnh nhục như đi ô chi hết. Có xe hơi đi ăn mì gói nè. Nhưng mà có đúng xe không? Hơi thì nó mang lại cho mình những cái giá trị từ những giá trị đó mình kiếm ra tiền. Kiếm gì nói ra coi. Ví dụ cái hợp đồng đối tác. Ồ mấy hợp đồng đối tác mày lừa mấy cái thằng mà gọi là thiếu trình hả con? Ủa giờ cầm xe hơi đi ký hợp đồng đối tác là lừa mấy em thiếu trình thôi. Nhưng mà thầy hồi xưa lừa được, giờ vẫn không rồi. Em coi Vlog GDP Mỹ vậy, nó mua siêu xe còn khó. Về Việt Nam thuế ít ba vẫn có, chàng trai chính ít mua 10 bánh 10 chiếc. Ở đâu mày nói mà nó mua siêu xe khó, chẳng qua là mày nhìn thứ dẫn gì á. Ở bên Mỹ tỷ lệ siêu xe hơi bị cao đó, tức là số lượng chứ không phải là tỷ lệ. Số lượng siêu xe đó rất nhiều chứ. Còn nói tỷ lệ chắc là Dubai. Bên mở siêu xe nó không hiếm đâu.
Tại vì đó là cái cách nói, em hiểu không? Tức là theo anh thấy đó là cái cách nói để cho thái độ chịu chơi của Việt Nam thôi. Người ta nói vậy á để cho người ta cảm thấy à, người Việt Nam mình giàu, có chịu chơi. Còn bên Mỹ thì cái người chịu chơi đó thì nó đâu thèm chơi với mình. Nó vấn đề nằm chỗ đó. Chứ anh yên tâm đi, anh làm chứng bên Mỹ siêu xe cũng rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mấy cái thằng mà chúng ta biết nó không chơi, nó không có mua thôi, nó không chơi thôi. Còn ví dụ như người nghèo nghèo bên ta đi xe cùi cùi chịu bình thường. Còn ví dụ như người nghèo bên mình là đi mấy con Vision, SH Việt đó. Nó chịu tại điều gì anh, nhưng mà ví dụ hồi trước em nghe anh nói bên Mỹ á, nó đi mẹ cũng ít mà. Em thấy hồi trước anh có nói là bên Mỹ á, đi mẹ cũng rất là ít. Đúng, không có phổ biến. Ví dụ như 10 chiếc thì có chừng 2-3 chiếc mẹ thôi. Thì 7-8 người kia nghèo đó, nghèo theo chuẩn của nó. Cái gì không phải là người ta không nổi con mẹ, mà cái vấn đề ở đây á là người ta còn phải chi dùng cho nhiều cái. Rồi xem người ta mua con mẹ á thì người ta thay cái vỏ nó cũng mắc hơn, người ta đi sửa nó cũng mắc hơn, dạng dạng vậy. Cái tiền nuôi xe đó nên người ta không mua. Nó tóm lại á, để mua con mẹ bên đó nó làm công nó mua được. Còn mà con mẹ qua đây chỉ có làm chủ thôi. Ở bên nó đi bim đúp mẹ cỡ gì? Cỡ làm chức giống như là cỡ nhân đạt á, đạt ở BBT đã mua rồi. Cỡ đó thôi. Cỡ nó, vợ nó một chiếc, nó một chiếc vậy đó. Là thoải mái mua luôn anh. Thì có nhà, có xe, mua vô tư. Thì dạng dạng nó mua rồi đó. Thí dụ vợ mua con mẹt á thì em trả góp một tháng 1,000. Em mua con kia trả góp một tháng 500. Thì cũng có gì ghê gớm đâu. Quan trọng thằng đó nó quất, thứ nhất là điều kiện kinh tế của nó có. Và thứ hai nó thích nó quất thôi. Nó tất nhiên quốc gia nào cũng vậy thôi à, người nghèo vẫn đông người giàu. Giờ mẹ đẻ ra đường bên Mỹ thì đương nhiên thấy xe cóc nhiều thôi, chứ trong một đám xe đó thì cũng có một con hay con xe xịn. Còn tất nhiên á là những cái siêu xe của nó đó thì á, nó chơi thường là nó chơi có hội có chỗ có này có kia, mà đâu phải siêu xe lúc nào nó cũng chạy ra đường đâu. Nhà nó có mà nó đi xe kia, tới hồi nó quẩy nó mới đi siêu xe. Cái dạng nó vậy đó mày ơi, nhà bây giờ trả 20 chiếc giống như xe máy thôi. Tụi em cũng 2-3 chiếc đi chở rau, đi cũng rim, đúng không? Đi chở đầm thì cái thác, ví dụ vậy. Tao nói thiệt, cái gì tao mượn là tao mượn thằng Trương Paris. Tao nói một câu nè, bây giờ ông đàn ông mà ông lôi đàn bà ra là ông dở rồi, đúng không quý vị? Đó, mình là đàn ông mình không thích đàn bà thôi, né ra đằng bên. Cái đó là cách chơi của người quân tử. Còn tôi nói thiệt, cỡ ông á về nè, về Việt Nam á gặp trẻ trâu á nó đập vô mặt, gặp người lớn nó khinh như đó. Tôi nói thiệt ông á, không mà bây giờ ông ghét người nào á, ông không dám chơi với người ta. Xong rồi cái ông bay vô ông đây em cà khịa ngu, mà gặp tôi đâu phải dặn dừa. Cỡ ông hả, chấp hết. Trời đất ơi, nghĩ sao, già khú đế rồi, gia đình rồi, có vợ có con này nọ có cháu luôn rồi, nói chuyện kiểu nhục quá ông ơi. Tôi nói thiệt nhục lắm. Ông bỏ mẹ chứ Paris xuống giùm tôi một cái đi. Người ta gọi là gì, thành phố Paris, cái gì kinh đô ánh sáng. Mẹ chứa cái thằng như ông nó nhục. Nó nhục luôn, mắc nhục luôn thiệt. Mà tôi nói thiệt á, một người Việt Nam á mà đã lớn mà bỏ xứ ra đi mà ra nước ngoài mà sống á, mình sống phải cho nó chất nữa. Tại vì mình ở xứ người ta đó, cho mình cái thằng nhập cư của bắp thôi. Đó nên mình sống mình đừng có làm tổn hại tới hình ảnh người Việt Nam. Đó mình sống mình phải sống gọi là vinh quang nơi xứ người. Mà mình quay về mẫu quốc mình phải ngạo nghễ, đúng không? Còn đằng này ông sống ở hai đường, đường nào cũng toan mẹ rồi. Ông sống ở Paris, ông sống như DOC vậy. Ông về, quay về mẫu quốc, tôi khinh ông nè, tôi nói trước tôi khinh ông á. Nhục quá ông ơi, tôi nói thiệt. Cái này là nó bay vô nhà tôi nó kiếm chuyện nha các bạn. Quý vị làm chứng cho mình là nó bay vô nhà mà nó kiếm chuyện nha. Này riêng này là kêu để chơi khô máu luôn. Tôi ghét nhất mang lại căng lắm. Thí dụ như bạn ở trong nước Việt Nam á, mà bạn này nọ kia đít đáp nó ok, có thể là hoàn cảnh thiếu thốn, gia đình này nọ ăn học không đến nơi chốn, hay là mình tiếp xúc với bạn xấu này làm hư hại cuộc đời. Mày còn này nó đu cạn qua tới Paris mà nó còn vậy đó. Chứ nó chịu nổi không chứ? Ôi gặp thiệt á, tôi alo vào mặt ron tôi đuổi vào một phát một, còn chỗ không về không? Sống mẹ hèn. Người đàn ông nước Pháp, ông hiểu đàn ông nước Pháp không? Ông mẹ đu cạn qua Pháp mà ngu. Tôi nói thiệt. Người Pháp á, đàn ông á, người ta rất là ga lăng.
Cái chữ ga lăng là chữ tượng Pháp đó ba. Đúng không? Ta nói nụ hôn Pháp là nụ hôn đẹp nhất hành tinh. Mà người đàn ông Pháp là người đàn ông chuẩn mực để cho nhân loại người ta hướng theo, để người ta nói chung là trong cách đối xử người phụ nữ. Mà đằng này ông coi ông còn em gì? Ông thấy ông nhục chưa? Tôi ông ta đập đầu vô tôi, giờ tôi ông mà tôi cho lớn tôi gào Khải Hồng Ngôn nhảy mẹ xuống cho rồi. Xin lỗi các bạn chứ mình hơi bức xúc mà. Ai mình muốn ai cho trèo lên mà nhảy anh. Đó. Mình hơi bức xúc cái thằng này. Nên lời nó có gắt nhưng tôi gắt với nó chứ không gắt với các bạn nha. Bà nói là nói không đúng làm gì anh căng vậy, bự nhỏ gì kệ anh chứ, giàu nghèo ăn xin ai đâu mà căng thế. Ủa anh đâu nói đụng tới em đâu em nhột vậy? Ok, anh đâu nói đụng tới em đâu em nhột thế. Anh có tật giật mình à. Còn bây giờ người ta giàu kệ mẹ người ta, sao mày tức? Mắc cười ghê á. Mày nói là người ta giàu người ta không cho mày không xin đúng không? Ừ thì tao giàu kệ mẹ tao, mắc gì mày tức? Ủa nó lạ đời. Phải nghèo như nó mới chịu. Này gato tiềm ẩn ở trong người rồi. Giống như tao nè, xin lỗi bạn, mình dân miền Nam mình kêu mày tao đó hơi nhiều nha. Mà dân miền Nam nó vậy đâu bạn ơi. Bạn vô bạn hiểu tính khí của miền Nam. Ăn ngày nói thẳng sống khỏe. Đó. Ai giàu hơn mình mừng nè. Ok, cảm ơn ông giàu đỡ mượn tiền tôi. Tôi thiệt á, tôi chơi thích chơi với thằng giàu hơn mình. Tôi chơi nó tôi khỏi đề phòng ông ơi. Còn này gato nhà mày lớn, nhà mày cao rồi thì sao? Cũng không bằng nhà tao. Nói mà nghe tao tức tối rồi tao bối. Nó nhiều khi ở đây có mấy bạn miền ngoài á, bạn nghe mà cái giọng có nói chuyện mày tao bạn nghe nó tưởng đâu là chữ lộn, không phải. Với miền Nam kêu mày tao vậy đó. Hơi sốc mình quá. Đâu ở đó kêu mày tao chuyện bình thường, mày tao là thân nó mới kêu mày tao. Nó mày tao ông nội đồ. Thầy đồ, sau này mới ráp chữ thầy ông nội đồ. Anh Duy có thể giải thích gì chủ thuyết cộng sản là chủ thuyết như thế nào không? À, cộng sản là tài sản là của chung nè. Tức là cả tài sản là của chung, còn tư sản là tài sản là của riêng. Nhà học thuyết nó là vậy hết. Thì mấy người tài sản là của riêng không thích những người tài sản là của chung, và những người tài sản là của chung thì cũng không thích những người tài sản là của riêng. Thì qua bên đó là nó tạo ra hai cái trường phái. Và hai trường phái này là gọi là mày sống tao chết, một mất một còn. Sao nghe người ta nói chủ thuyết cộng sản là chủ thuyết vô thần? Thì chủ thuyết cũng đúng luôn. Thí dụ như bây giờ cái chuyện thần hay không thần đó là quan điểm của từng người. Ủa liên quan gì đâu má. Thí dụ bây giờ bạn tin là có thần thì kệ bạn, người ta tin là không có thần thì kệ người ta. Cái này là người văn minh, người ta ok fine vậy thôi à. Chứ cái này là em đi vô này em tầm bậy rồi, đúng không? Nên thí dụ thường thường á, em dùng cái chữ vô thần á với một cái thái độ là tụi em đang miệt thị, tụi em đang mỉa mai sống mà không có đức tin này nọ kia, kệ ta ngộ ghê vậy đó. Cái này em thấy nó rất là bình thường, mà mấy em như vậy là mà không có thần nào mà chứa được mấy em hết á, hiểu không? Ở một góc độ rồi đó, em dẫn pháp sư mà đi em quỳ đi là cái như cung ra bắn á. Nó nói vậy hiểu hả vậy? Ông dẫn pháp sư đi cứ huỳ. Vì à, nếu vậy ngày xưa ông Diệm ra chỉ thị sát cộng diệt cộng thì có nghĩa là sát vô thần diệt vô thần phải không anh? Tào lao. Nói chung em nghiên cứu chính trị mà với cái độ gọi là ngây thơ và non non này của em thôi, em tìm những cái môn khác. Giống như giờ may vá nè, thiêu thùa nè, nhảy nhót nè, hát hò nè, nó thích hợp với em hơn. Chứ còn em nghiên cứu chính trị mà cái trình độ em dày lý luận kia cho em hiểu nổi. Tại vì chính trị là cái bộ môn rất là khó, đúng không? Nó liên quan tới triết học, mà triết học là gì? Là khoa học của các khoa học. Mà chữ triết học tiếng Anh nó cũng khó nữa, nó gì? Ví dụ toán là math, đúng không? Ok chưa? Triết học là gì? Phi o lố là phi si gì đó, khó học cũng chết. Mấy bạn viết tụi mình tên gì tiếng Anh của môn triết học các bạn, gì phai ó phi si gì đó, phai ó phai si phi sô gì đó, căng lắm. Còn giờ nghiên cứu về chính trị lịch sử trình độ mà nó phải thâm sâu mới nghiên cứu được, gọi là nhà nho luôn. Anh không thích nói chuyện chính trị đằng vậy đó bạn ơi. Chính trị mới nói chung với người nó có đẳng cấp, nó có sự tầm nhìn nó mới được, hiểu không? Tự nhiên bây giờ cái chính sách tố cộng diệt cộng của Ngô Đình Diệm đưa vô cái miệng em gì em quy á gì sát vô thần diệt vô thần là sao trời? Thứ nhất là cái đó là xét về văn chương nó nhảm rồi đó. Tự nhiên sát vô thần diệt vô thần không hiểu. Đó bạn gì chắc lam gì là viết này gì không nữa, nhưng tôi phải viết đúng không ta? Gì philosophy khó đọc lắm, nhớ không Mỹ nào vậy đó, Mỹ pha ke nó mới vậy thôi các bạn.
Bởi nói tôi nói về Mỹ rồi không thì tôi muốn đề cập tới mấy Mỹ pha ke á nha. Đề cập tới mấy đó nó chán lắm. Mà sao nhìn Mỹ giống như là mọi gì đó chứ không phải là bình thường. Còn mình đề cập tới Mỹ là nền văn hóa Mỹ và những cái gì Mỹ nó làm hay là gì đó. Tất nhiên những gì Mỹ nó làm nó có đúng hoặc có sai. Nhưng mà cho dù nó đúng hay nó sai nó vẫn là nằm ở cái đẳng cấp của Mỹ. Chứ nó không phải làm cái này. Cái này là pha ke. Đó, nên bạn để ý, bạn đề phòng mấy một anh một việc của tôi cái. Tôi không nói là tất cả đều xấu. Nhưng mà tôi chỉ dặn bạn đề phòng thôi. Mình sống á, mình nghi người là không có nhưng mà mình. Ủa anh, nhưng mà cho em hỏi Mỹ nó cho xong tịch nhưng mà lúc thi quốc tịch thì nó cũng tùy loại à. Không phải là cái nào cũng cho xong tịch nha. Không phải cái nào cũng cho xong tịch. Yeah. Tức là sẽ có ba lựa chọn, một quốc tịch, hai là được xong tịch. Thằng nào mà được xong tịch là đẳng cấp. Rồi thằng kia đó là nó giống như ví dụ như thằng lớp 7 hay ha, nó mà nó vô tịch, nó tao biết nó vô tịch chưa, mà nếu mà lỡ mà nó vô tịch rồi nó sẽ bỏ tịch này chắc chắn. Nếu mà nó không bỏ tịch này nó sẽ bị phạm tội theo luật Việt Nam đó, dẫn độ về. Nói chung một kiến thức về Mỹ các bạn cứ hỏi anh, không anh là Mỹ xịn, nó lộn lộn anh là kiến thức Mỹ xịn, không có Mỹ pha ke như bọn này đâu. Nhưng mà em thắc mắc kiểu một người bình thường có nhất thiết là phải bị Mỹ nó bắt bỏ quốc tịch khi mà nhập tịch vô Mỹ không? Bình thường chứ điều kiện gì mà đi qua diện gì mới được chứ. Đi qua diện gì em, ví dụ như mấy người ta đi diện làm ăn, ví dụ như giờ cỡ dân Phạm Nhật Vượng qua bên đó mở công ty VinFast, ông đó chắc xong tịch chắc. Thí dụ trường hợp đó là phải xong tịch chứ sao ổng công ty ở bên Việt Nam, công ty bên Mỹ làm ăn hai nước là xong tịch chứ sao một tịch được. Vợ chồng thì sao anh? Vợ chồng nào? Kiểu lấy vợ lấy chồng. Lủi mẹ một tịch, bỏ tịch chuyện. Tại vì đối với tụi nó đó thì em thấy là một tịch nó có lợi hơn. Làm nghĩa vụ với bên thôi. Còn cái kia là người ta kinh tế, người ta đang làm hai bên thì người ta gắn liền để đó nhá. Thấy không? Nó khác gì, có đẳng cấp mấy em. Biết nói sao cho mấy em hiểu nữa. Ví dụ mua nhà bên Mỹ mà bị kéo nhà thì cục đất đó còn là của mình nữa không anh? Dạ ông nội, không hiểu ông hỏi nè. Kéo nhà là gì? Là cái dùng chữ kéo tức là lấy cái nhà thôi. Còn cái nhà đó như thế nào thì nó lấy bằng nhiều kiểu khác nhau. Nhà mobile home thì nó kéo được. Còn nhà nằm trên đất kéo cái gì má? Ôi mà nhà nằm đất là nó xu cái nhà đó luôn, em hiểu không? Nó xu cái nhà đó, nó bán cho người khác nó lấy tiền. Chứ đâu phải kéo nhà là lợi kéo cái nhà trời. Nó nên phải hiểu cái bản chất của chữ kéo nhà. Hiểu không? Kéo nhà đóng một kép mở một kép. Ừ. Ở Việt Nam mình nó cũng kéo hoài gì. Ở Việt Nam mình cũng kéo nhà, kéo xe đầy gì. Nó chỉ là một cái hiện tượng trong năm nay thôi, khi mà kinh tế nó đi xuống thôi. Mấy cái sự tiết kiệm á. Không phải ông ơi. Cái vụ đó là chẳng qua là Covid nên nhà nước cấm đó. Chứ không phải là cái chuyện mà tự nhiên người ta nghỉ đâu ông nội, người ta mong tới cái dịp này người ta hốt bạc đó chứ ở đâu nghỉ. Hiểu không? Mấy cái lễ á, ở miền Nam mình đỡ nè, ngoài miền Bắc nè, tháng Giêng này nó lễ kinh luôn á. Trời đất ơi, lễ hết tháng luôn. Xong rồi lên ủy ban công chứng giấy tờ xếp đi lễ luôn. Biến chủng Omicron đe dọa cơ hội kinh tế của Olympic Bắc Kinh. Đang nó vừa bị cái đó nha, vừa bị tẩy chay nữa. Olympic Bắc Kinh bị mấy nước dạo tẩy chay kinh chứ. Ồ tẩy chay xong rồi cái bên ông cũ Biden ông gửi ông nói là thôi kệ nó, chuyện tẩy chay chính phủ. Xong rồi cái người dân đi bình thường, mấy ông nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chửi luôn. Nói đi phải bảo hộ công dân này nọ chứ giờ người ta đối xử vậy mong để được cái ông đồ các kiểu. Ghê lắm em ơi, cẩn thận củi nữa. Trung Quốc coi chừng nó xì ông bóng bất động sản nổ một cái đùng tới giờ nè. Thấy có màu hơi căng căng. Hôm qua là nói gì người trẻ Trung Quốc khó không thể mua nhà đúng không? Rồi xong bữa nay cái bên nhà bán nói là nhà bán không được kìa. Nói nhà bán không được. Bên kia nói nhà không muốn có. Bên đây nói nhà bán không được. Thực trạng thành phố ma. Mà cũng nghịch lý, thành phố lỡ ma rồi thôi bán rẻ cho ta vô ta ở đi ta. À hiểu rồi. Vô ở không biết làm gì ăn. Vô ở thì được á, mà không biết làm gì để ăn. Nó quy hoạch mấy cái khu đó quanh đó không có cái kiểu dạng gần những cái để làm anh như là có khu nghiệp hay là gì á. Nó làm cho khu nghiệp. Đấy là cũng giống như là tức là cái ông nội nó mắc bệnh ngạo nghễ, ông vẽ ra thành phố, ông nghĩ dân tinh hoa sẽ tới đó ở hưởng thụ đi đất cuối tuần đồ này nọ đó, cuối cùng móm. Nghĩ sao về vấn đề này ạ? Trước khi hai đứa cưới nhau em có một miếng đất, sau khi cưới vợ chồng cùng nhau vay vốn trên miếng đất, vậy khi đi dị nợ đó tính sao ạ? Chia đôi em. Mày vay vốn trên miếng đất là mày ngu rồi. Tại vì sao? Tại vì mày bỏ tài sản mà vô mày thế chấp nhỏ kia trên đăng dưới cờ tủn, mày vay mình mày thoa lỗi theo làm gì?
Nhưng mà chẳng qua là giờ cái luật Việt Nam giờ như vậy nè, mày vay á thì ngân hàng nó sợ mày chết bất đắc kỳ tử, nên nó đòi vợ mày bắt vợ mày chung vô, nó giảm chỗ đó đó. Đúng không? Cái đó là cái lỗ hổng của luật. Nhưng mà cái vấn đề thế chấp là của tôi chứ không phải là của nó. Lôi vô làm gì? Nó tào lao, tài sản nó phải của vợ mày. Mày đem thế chấp tài sản của mày bắt vợ mày ra chịu. Nếu như vậy thì vậy vợ mày lời quá rồi. Đúng không? Nhưng mà tài sản đó là nó hình thành trước khi kết hôn mà. Ừ. Tính ra cũng đâu phải của bà kia đâu, bà kia ví dụ thì nợ. Thì bà kia có khỉ khô gì đâu. Nợ là chia đô ra thôi, còn tài sản là tài sản của ổng chứ. Ừ, nhưng mà giờ tự nhiên nhỏ này không có gì cả nhưng mà được vay khoản nợ đó. Ừ. Được vay khoản nợ đó là giống như mỗi người 50-50 chứ còn cái gì nữa. Vậy nhỏ nó lời quá đúng không? Nhỏ kia phải hùng miếng đất vô, thế chấp lượt 2 miếng luôn. Mới được. Nói chung là nói mấy em nghe sống đâu quen đó thôi, nhưng lực nhiều cái nó cũng gây bức xúc người vay nợ lắm ấy. Xong rồi tới hàng hồi nó mò bảo hiểm nữa nè. Má tuổi trẻ mới trải sự đời rồi, thấy giờ mình mới ra đường làm ăn sao thiên hạ chăm sóc mình ghê vậy. Khi mà mò bảo hiểm nói hay lắm nha, rồi sau giờ mẹ làm ăn ai biết được, lỡ có chết đó thì bảo hiểm trả. Xong rồi đất còn giữ cho con cái đồ. Mẹ lôi con cái vô không. Đó là một trong lý do em chưa cưới á bót. À đúng rồi, cưới chi em ơi? Cưới mình không hùng vô được gì, cưới là mấy con khỉ gì mày ơi. Nói không phải sòng phẳng như thật. Anh nói cái thằng đó cưới mà đàn gái không hùng vô được con khỉ gì trơn, cưới làm gì? Nhưng mà đàn ông thì thích thì dứt thôi chứ chờ đàn gái hùng gì vậy? Phải men lên chứ. Nó mày ngu chứ men cái gì? Mày không hùng tiền, mày hùng cái khác, hùng cái gì đó chứ tự nhiên. Đàn ông là phải bảo kê đồ. Bây giờ tao sống mình, tao mắc gì mấy tưới. Thôi dẹp đi, mày rảnh, dẹp. Giống Hàng Vũ là bao la, nhà em anh lo hết đồ. Chẳng qua Hàng Vũ đại gia thôi. Khi đại gia rồi đâu nghĩ tới tiền. Rồi mà để đi phải deadlift. Nếu đàn trai đại gia rồi thì bù lại đàn gái hot girl, xiền luôn. Regular deadlift hả? Mày dám nói với mẹ mày như vậy không? Khùng hả mày, tự nhiên mẹ tao sao nó dám nói vậy? Mày điên rồi. Dạ. Vô lưng nhiều. Tào lao thiệt mấy đứa con nít. Một đất nước thành công á, tuổi trẻ người ta làm chuyện lớn. Đó. Còn một đất nước. Nước nào vậy ta? Ví dụ như Trung Quốc đi. Nhiều khi tuổi trẻ nó đi đọc đại học ra bán hàng online. Các bạn sẽ bay vô nó, ừ này lại coi thường nghề bán hàng online này nha, nữa này nha, tôi biết là cũng con đám nên đó đó. Ủa chứ học đại học đâu dạy bán hàng online đâu. Vậy bán hàng online cần học đại học không? Đó là vấn đề của xã hội đó. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta nhìn vô, người ta thấy là có những cái hiện tượng là bán thu nhập rất là cao. Làm cỏ đất thu nhập cũng cao, làm bán hàng online chốt đơn ngày mấy ngàn đơn thì nó tại vì tức là người ta nhìn vào cái thu nhập. Tại vì cái chính sách ở trên chưa gõ đúng nguyệt thôi. Một nền kinh tế phát triển đâu có chuyện đó xảy ra. Ủa vậy ta anh hỏi em, một nền kinh tế phát triển hàng online tồn tại kiểu gì ta? Không. Nó cái xã hội nó phát triển nó hoàn thiện rồi làm gì còn mấy cái đó. Đố làm được. Thứ nhất là chỉ cần lú đầu lên mà quảng cáo chem trộn này nọ kia là cảnh sát lại phát một giấy tờ đâu. Ồ, cái bước đó đủ ở tù rồi đó. Đó là ví dụ là một cái. Rồi thứ hai, con đường shipping nó sẽ không ship được nữa nè. Nó qua nó kêu UPS tới lấy hàng là kể như tiền ship ăn hết. Đúng không? Thằng UPS nó liên kết với Amazon, nó liên kết với này kia lớn thì giá nó rẻ. Còn mày cá nhân mày kiểu đó là thôi rồi xong. Rồi chuyển tiền kiểu gì? Đó, ba lý do đó không thể nào làm được. Không tình hỏi chị ăn nhiên người ta nói đúng không? Nhưng mà logistics bên Mỹ phát triển thì nó phải rẻ chứ anh. Nó rẻ nhưng mà bây giờ mày làm một cá nhân, mày làm chuyện đó là bây giờ nó không có làm. Đúng không? Thứ nhất là mày đang có gì phạm pháp nữa. Đối với nó là phạm pháp. Không tin thì thôi. Thí dụ như em muốn em phải mở, em làm đại diện cho một cái hãng nào đó. Thì hãng nước hoa Chanel đi mà nó đâu rảnh nó mướn mày. Đúng không? Nó phải hợp pháp ở chỗ đó cái đã. Thì cái thằng shipper đó mới lại lấy hàng giao dịch thương mại kiểu đó được. Còn bây giờ bên Mỹ mà vô nhà mày trộn kem xong mày tự bán luôn hả? Xã hội nó làm gì có cái đó không nội, chỉ có bên kia thôi, bên anh bạn thì nó còn chấp nhận đó thôi chứ. Xã hội nào nó phải có cái chuẩn của xã hội đó chứ, người ta G7 ông ơi. Ý là gì? Tuổi trẻ đó là cái tuổi nhiệt huyết, cái tuổi chuyên môn mà đi làm mấy cái việc sàm sàm. Xong qua tuổi già còn làm được gì nữa? Cái đó là cái thất bại của xã hội.
thí dụ như anh ở bên Mỹ đi, anh cũng có đi rap, bên Mỹ cũng vẫn chạy rap, nhưng mà những đối tượng này chạy rap, thứ nhất mấy nhập cư mới vô thẻ mới có green card thôi, tiếng Anh tiếng U này nọ chưa gành nữa, nói chung dạng dạng không xin được việc á. Ok, ô lộn, chạy Uber chứ không phải là chạy rap, sorry. Đối tượng thứ hai, người da màu, gái này đó kia, đôi khi phụ nữ châu Á giành hết ngàn heo rồi, mình da màu mình không giành được thôi mình chạy rap. Cuộc đời tôi đi Uber bên Mỹ, tôi đập đúng thằng Mỹ trắng rồi đó, đúng đứa thôi á. Biết nó làm gì không? Làm gì anh? Sinh viên chạy thêm, sinh viên chạy thêm thôi. Xong người ta gặp toàn người Hàn Quốc mới qua, rồi xong rồi mấy ông già già, mấy ông phải già mà dạng cái dạng chừng bốn mấy năm mươi á, tức là cái lứa tuổi mà người ta không hòa nhập được với xã hội á, tức là người ta mới qua ta không hòa nhập được. Rồi với mấy người mà khổ nghèo nghèo da màu này nọ, chắc có thế hệ kia từ ở bên Honduras đi qua hay sao á, với con gái này nọ kia mà cũng da màu luôn, chụp đúng thằng Mỹ trắng nhỏ nhỏ thôi đó, hỏi nó làm gì nó steal rồi. Bán hàng online không dễ anh thế đâu anh ơi, thương trường là chính trường mà. Thôi anh không nói chuyện nhân nít này. Anh là CEO, dù gì mấy vấn đề kinh tế anh không thích nói chuyện nhân nít. Nghe được nghe, nghe được thôi. Cái này phải là, cái này phải là đàm đạo, mà này là anh đang dạy học. Đàm đạo tùy chuyện nha mấy em. Anh không có hơi đâu mà anh rảnh, anh ngồi anh giám đốc mà đi nói chuyện nền kinh tế lệch pha. Nền kinh tế nào vô pha thì nói thôi chứ lệch pha nói làm gì. Chẳng qua giờ sống này nọ nó có đít và có đát, có đi và có đô thì thôi, lạng qua lóc lợi để sống qua ngày chờ. Nhưng mà một cái này là kinh tế nó lệch pha như vậy thì tương lai nó có thể dẫn đến những hậu quả gì bong bóng, cái gì cũng dẫn tới bóng, mọi đường về để bong bóng hết à. Em chỉ mới biết bóng bất động sản, hôm đâu biết bóng khác, nhiều bong bóng lắm em. Cái cụm từ lùa gà lên Táo Quân rồi nè, mà bên Táo Quân nó cũng đề cập những cái hiện tượng bong bóng khá là nhiều đó, nhưng mà nó chưa có, nó rõ ra bong bóng thôi, mà chưa kể cái đó là nó là anh gì, nó cạnh tranh bất lành mạnh với doanh nghiệp nữa. Nó cũng là một cái dạng gọi là nó chưa tới mức gọi là giả, đúng không? Nó kèm trộm, nó kèm trộm, nó cũng nguy quân tử mà, tao bán kèm trộm nè, nhưng cái đó không có cái gì chứng nhận hết, không có quy trình sản xuất, nhà máy cũng không được thẩm định trộn bằng cái gì, tỷ lệ bao nhiêu, trộn từ chất nào, đối tượng da nào, hay tao nói tất cả thứ, thì nó cạnh tranh với kem thiệt, hiểu không? Mà chưa kể nhiều khi mấy em bé gái này nọ mua về xài có người đít người đát nữa. Đời người ai cũng có cái khó riêng anh ơi, miễn sao người ta thấy hài lòng với cuộc sống người ta thôi. Anh cứ chửi phát này phát nọ, em thấy anh Duy ý chí cá nhân bà cố. Ông mà dẫn chứng cho người ta cái cụ thể, cái mà nói chuyện nho sĩ ghê vậy. Thằng ăn cơm chưa? Em nói dẫn chứng cụ thể anh Duy nói cái gì không đúng. Tự nhiên tao nói mày vô ba vô nói gì, đời người có này có kia, ai cũng có khăn riêng gì má. Chỗ nào nói cụ thể vô. Có biết cái nào gọi là phản biện không em? Học văn mấy điểm trình học bạ ra coi. Bởi vì nó thường gọi là gì mấy gì ngọng hay nói mà gì hóng hay hớt mà dốt hay viết dài á. Mà giờ anh có thấy bây giờ kiểu muốn ra làm ăn thì cũng nhà cũng phải có một cái tài sản nhất định trước đó. Cái chuyện làm ăn thì chuyện nó khoan bàn đi, đâu phải ai cũng đi làm ăn em. Tức là nó ngay từ lúc tấm bé mình ăn học, mình suy nghĩ về cuộc sống, mình định hướng để mình có một cái nghề. Không lẽ là cứ đi làm thuê mãi? Cái chuyện làm thuê làm chủ nó không quan trọng. Ví dụ như thuê, giờ làm thuê mới vô, mới vô lương 7 triệu, 8 triệu lên từ từ 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 gì đó. Chừng chục năm sau chắc có chừng tầm 20 rồi, 20 cưới thêm con vợ 20 nữa. Là như vậy là cuộc sống đâu có tệ đâu. Còn những người ví dụ như người ta cái dở nhất, cái chết nhất á, làm lao động tự do đó em. Cái đó mà là cái chết thu nhập bất định. Bất định mà lại không có gì bảo hiểm hết, không có gì insurance em hết. Thì khi một gia đình mà học hành ngày xưa người ta có nhẹ chữ học, ôi mẹ học lớp 7, lớp 8 biết đọc biết viết được rồi, không học tới lớp 11, 12 cuối cùng làm gì, lao động tự do hết. Lao động tự do thì có tháng thì làm được, cuốc xe ôm được nhiêu tiền, không rồi đi ra chợ bán bữa đó được nhiêu, bữa kia được nhiêu. Tức là họ không thể nào tồn tại được trên những biến cố về kinh tế. Còn em làm văn phòng, em làm thuê công ty rồi làng hoàng thì biến cố kinh tế là gì? Đó. Và bên cạnh đó họ lại
họ lại nghĩ cuộc sống đơn giản là thôi đi làm xong tối về đi nhậu lỗ dê. Đồ hồi xưa thì nhậu sòi cốc mía đồ, giờ nhậu lỗ rồi mày, sòi nâng cấp rồi, giờ nhậu lỗ giờ lỗ đó, ra bằng nhậu phải 400-500 ngàn á, 400-500 ngàn chia 3 thằng 4 thằng thằng trăm đi, ngày làm được 200 nhậu hết 100 rồi, mà chưa kể cơm 3 bữa nữa đó, thì kết quả là cái gì? Nợ tích tiểu thành đại, cuối cùng cha mẹ trả nợ cho con, cha mẹ không trả có tiền luôn, cha mẹ bán nhà trả nợ cho con, đi vô kịch bản đó đó.